Đây là còn một cái sinker nữa gửi khá xa ở trong Bình Định, không biết là có nhận kịp hay không. Này là tôi phải làm cho cái bên trong nó sẫm hơn để cho mọi người nhìn rõ hơn, không là nhiều người chưa nhìn thấy lại bảo thiếu với mắt. Này không làm phong thủy mà không hiểu sao lại cứ đòi âm âm dương quan để thay cái sức khỏe. Đây là cái mặt sinh cơ, tấm năng lượng này, quý nhân này. Tôi phải để lệch ra để bên này là để cái thông căn thông gốc, tôi cũng cho nó sẫm màu hơn để nhìn cho rõ. Đấy, thông căn thông gốc, đây là thần bản mệnh.